Phân phối nhị phân. Cho phần lại của chương chúng ta học hai phân phối, đó là phân phối nhị phân và phân phối beta. Chúng ta sẽ không dùng chúng nhiều trong phần của lại cuốn sách, nhưng chúng là những công cụ rất quan trọng và chúng ta hiểu được cách mà những sự kiện diễn ra khi cho một số lượng chất thử nhất định, chúng cũng sẽ là cái điều quan trọng lắm. Hút xe của tức là nghĩa gì? Tức là sẽ là gạch nối quan trọng, hiểu một cái nối gì đó quan trọng để hiểu được cái phân sắc trong rất thấp trong phân phối mà chúng sử dụng chương 3. Dụ này, chúng ta làm việc trên một cái tuabin máy bay và chúng ta chạy 10 cái kiểm tra, thì đầu ra là 8 là thành công và 2 thất bại. Chúng ta kỳ vọng rằng nó tạo 9 là thành công, 1% thành công, nhưng mà dựa trên dữ liệu này chúng ta kết luận rằng cái thử nghiệm chúng ta đã thất bại và với chỉ 18%. Mỗi cái kiểm tra lấy rất tốn thời gian và chi phí, chúng ta quyết định tốt nhất là sẽ quay lại cái bản thiết kế để xem lại cái hợp cơ như thế nào. Mặc dù vậy thì một trong những cái kỹ sư chúng ta quyết định rằng nên có nhiều thử nghiệm hơn. Cái tốt nhất chúng ta cần biết để đảm bảo để chạy đảm bảo rằng là đúng hay sai, phải chạy nhiều thử nghiệm hơn. Và cô ấy thì mình nói những gọn như vậy. Điều chỉ ra nếu nhiều cái thử nghiệm hơn để cho chúng ta 9% chính xác thì sao? Và sau tất cả, nếu chúng ta ném đồng xu 10 lần lấy được 8 lần có khuy đó, không có nghĩa rằng là đồng xu cố định tại 50%. Và đã nhìn nhận cái tranh quận này và nhận ra rằng cô ấy có lý. Kể cả những đồng xu mà hoàn toàn đúng nhất thì khả năng nó luôn không phải lúc nào cũng có số lần gieo là bằng nhau, thuần xác suất ra hai mặt bằng nhau, đặc biệt chỉ với 10 lần tung đồng xu. Chúng ta có thể lấy được 5 lần quốc huy, nhưng phải lấy được 3 lần, 4 lần, 6 lần, 7 lần. Nếu kể 10 lần quốc huy, điều đó khá hiếm, nhưng mà không phải ra. Một cái công cụ mà có thể liên hệ ở đây đó là xác suất nhị phân. Cái này để đo cách thức liệu K thành công có thể xảy ra sau N lần thử hay không với một xác suất P nào đó. Ta có xác suất này. Ở đây thấy rằng là xác suất của ca thành công cho mỗi cái thanh cột trong 10 lần thử, cái xác suất cái phân phối nhị phân này giả dụ rằng thế thành công là 90%, có nghĩa là có 9,9 cơ hội để có một thành công xuất hiện. Nếu đó đúng thì có nghĩa là có 0,1937 khả năng chúng ta sẽ lấy được 8 thành công từ 10 lần thử. Cái này đâu ra nhỉ? Cái số này đâu ra? 8 này, đây. Giờ các bạn này, đây. Này. Xác suất để lấy một thành công từ 10 lần thử là hầu như không có. Đó là 0,3 không đúng không? Đây, một thành công này, không nhận ra luôn. Chúng ta cũng có thể tính toán xác suất của 8 lần hoặc ít lần thành công hơn thông qua việc thêm những cái thanh dọc cho 8 và những lần nhỏ hơn. Từ đó sẽ cho ta là 0,26 khả năng của 8 và ít hơn luôn. Đấy, 6 lần này. Ký phần trăm đây, 10% này. Vậy là thế nào chúng ta cài đặt được cái phân phối nhị phân? Chúng ta có thể làm từ đầu tôi dễ dàng sử dụng cái thư viện của SkySpeed. Ví dụ đây chúng ta sử dụng binom phân phối.
hàm này polymask, hàm mask toàn bộ phân phân bộ không để in ra 11 khả năng thì nào. Trong khoảng này k là số xuất hiện này, n tức là giá trị là 10, p xuất hồi 9 nữa, chính xác là 9 thì nếu không thì 5 6 7 8 9 là 100 100%. Chúng thấy rằng là với cung cấp n là số lần thử, p là xác suất thành công của mỗi lần thử và k là số lần thành công chúng ta muốn nhìn thấy chúng ta muốn nhìn thấy cho xác suất đó chúng ta duyệt từ giá trị x nào, cái này điều k này có thành công chúng ta tính được cái xác suất nó đây, nhưng nếu chúng ta thêm cái xác suất của 8 hoặc ít hơn thành công ta thấy 2.36 rồi nào thêm đâu, điều nghĩa là 26 phần đó phải 90% cơ hội chúng ta thể nhìn thấy 8 hoặc ít, là cộng vào cộng cả vào cộng cả cộng từ 0 lên đến 8 thì đã có 26 và 39% chúng ta có thể thấy rằng là thấy sự kiện nó ít hơn không đúng là 9%, cho nên cái kết luận là 2.600 là con thui cả. Dù vậy chúng ta đã lấy giả dụ rằng ở đây trong rằng chúng ta thành công ở 90%, chúng ta sẽ arithmetic a xem nó thế nào nào, gọi này có đơn giản không, gọi là render sheet infect rồi ta sẽ có là nào, đây là lũy thừa, đây là lũy thừa này, ở đây thừa nên làm đây là cái này gọi là lũy thừa, gọi là những Victoria gì giai thừa, giai thừa nào, giai thừa của n này, phân bộ tin tưởng của phân phối nhị phân là giai thừa của n trên giai thừa của k, thì cái này là tổ hợp à, tổ hợp không, tổ hợp và phân phối nhị phân sẽ là độ tin tưởng của thằng nk nhân với p k nhân 1 trừ đi p k trừ k em nào, phân phối nhị phân này. Đây hàm phân phối nhị thức, các công thức là c, xác suất của k thành công là p là cnk một trừ nk không, xác suất của k lần thử nghiệm thành công với n lần thử nghiệm và xác suất thành công là 9%, nó hỏi thành công không, thành công n thử nghiệm thành công có gì đây, N12 này xác suất thành công cao không này, 12 là 0,5, số thành công là 0,5 nữa, là cái lần được k này tức là 0,5. Công thức như vậy, định thức là có như này. Còn làm sao video lúc này thì có giờ biết tổ hợp nhân với PMK nhân 1 trừ PLK
lập tức là tính từ thế nào, lập trình cái nhỉ, rồi lập trình cái clone. New notebook, cái này bây giờ sẽ là tính tính cái gì nhỉ, tính xác định phân. Tính phân phối, phân phối nhị phân. Đầu tiên ta cần thêm cái thức ạ, thêm cái đoạn này ở đây. Rồi xong. Đầu tiên là phải tính cái thằng đầu ta cần tính cái thằng là đầu tiên cần tính định nghĩa cái thằng là factory, tức là cái giải thừa trước. Giải thừa đầu vào của nó là, đầu vào của nó là n, giá trị là ít, đầu ra của nó là ít, hay sẽ sau giá trị đâu kết quả f sẽ bằng là một cho đến khi mà y in rank n hoặc n. F nhân bằng y cộng 1. Thế lúc nào từ y từ mùa từ 2 đến n và trả về f. Để xong phần hàm giải thừa, tiếp đó là tính cái hàm gọi là hàm hệ số của bài này có phải không, hay gọi là tổ hợp đúng không? Để tính cái tổ hợp, tổ hợp đó là hệ, hoặc là hệ số, hệ số nhị phân. Gồm có giá trị n và giá trị k, nk, c, ckn. Đấy có gì mình trả về tên n factory giải thừa, giải thừa của n chiên cho giải thừa, thừa của k
nhân với lại thừa của n chữ k, n chữ k cái góc tổ hợp rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lại thêm với nữa, đó là tính cái định nghĩa cái phân phối nhị phân. Ta có hôm nay là có k n cái đầu vào, có n cái thử nghiệm và có p là xác suất của cái thử nghiệm là float. Trả về cái là trả về cái tổ hợp nhị phân của thằng NK nhân với P đúng không? P xác suất P mũ K mũ số lần nhân với 1.0 trừ đi P mũ N trừ K. Đầu làm cuối cùng cộng với cốt đây sẽ in này ra. Nếu như anh được tiếng Việt có vẻ rõ hơn. Sử dụng cái hàm là giai thừa với cả cái hệ số của phân thức khối nhị thức, chúng ta có thể tính toán được cái hàm phân phối nhị thức từ đầu. Và cái hàm tính giai thừa này thì nhân như này rồi rồi.